Anh cũng sỏi vô rồi nói cả là quậy ăn gì đó. Đá ra trước rồi cái bỏ vô họng nuốt vô tới cổ họng nè, dướng lại cái ối. Cái ruột này nó không có ruột, mở nó cầm dao nó chặt cái ruột nằm ít giữa lỗi. Để chém xuống lên nữa chứ. Lâu có làm gì đó. Nè hút cái thuốc nè rồi trả lời nghe hỏi nghe. Có hả? Cái đó hết rồi, lấy cái này nè. Còn chế cho luôn kìa. Quang Duy Minh kính chào quý cô chú anh chị cô bác đã trở lại kênh YouTube của Duy Minh nha. Thì hiện tại Duy Minh đang có mặt ở tại xã Phú Cường, quý cô chú anh chị, ấp Tân Cường của huyện Tân Nông, tỉnh Đồng Tháp. Thì ở nơi đây Duy Minh nghe nói là có một cái người anh hay là ăn đá sỏi và miệng chai. Thì cái câu chuyện nó như thế nào, có đúng như vậy hay không, thì mời quý cô chú anh chị theo dõi hết video để hiểu rõ câu chuyện. Nghe quý cô chú anh chị, nghe bà con cô bác người ta nói là ảnh hồi trước đó là ảnh có ăn đá sỏi luôn hả chú? Có. Dạ. Nói vậy đó, đâu bốc đá nhai rạo rạo vậy đó. Coi vậy đó. Ghê à. Ủa ảnh ăn đá luôn hả chú? Nhai đá. Trần ơi. Nhai mà nó nuốt vô cũng ba chùm ba chán vậy chứ nó cũng không phải là nhai mà nuốt ngọt ngang. Dạ. Nhai rồi đó, nó làm cũng bậm trận, nuốt vô cũng trận trắng mắt rồi rọi ra vậy đó. Dạ. Dạ. Chứ không phải là nhai mà nuốt liền. Tại đi đường vậy là ngầu xuống lụm đá nhai luôn hả chú? Lụm, nói chung là nó có lúc đi lên rồi là nó không còn biết nó lại, nó như hầm cá tra mà hầm cá tra bắt cầu á. Dạ. Người ta đi cầu cái thân nó nổi lên đó, nổi lên cái nó lội xuống dưới, hai tay nó còn bơi như này. Hớp luôn hả? Nó hớp. Ăn ấy luôn hả chú? Nó hớp luôn. Ăn hớp phân luôn hả? Ăn phân. Trời ơi. Bữa nay chú nói mới biết chứ là nào giờ đâu có nghe nói ăn đá đâu đâu. Phân mà cũng ảnh cũng ăn nữa thôi là bó tay anh luôn. Con thì con chưa đến. Nhà nó dưới bây giờ bữa đó là tôi mần bánh xèo. Dạ. Rồi tôi mới xách lại cho nó hai cái bánh xèo để cho nó ăn. Yeah. Xách lại là tôi vô trong nhà nó tôi kiểm là coi như để kiếm dĩa tô đặng mình đựng gì đó, nhưng trong nhà nó giờ không còn cái giống gì hết, nó dục hết, đập bể banh chành hết rồi. Anh này anh tên gì chú? Hồ. Anh Hồ ha. Ừ. Cái gì Hồ chú? Phạm Văn Hồ. Phạm Văn Hồ. Anh năm nay nhiêu tuổi chú? Không biết nữa. Ba mấy à? 35 đó, nằm mấy rồi, trên 30 rồi đó. Dạ. Yeah. Ba mấy à? Gia đình nó nói chung là gia đình nó khổ lắm. Dạ. Không biết căn cái số làm sao không biết là không bệnh là bà già hiện bây giờ thì bà cũng có giấy rồi, thằng con thì đang rước bà xuống Tiền Giang nghỉ dưới. Dạ. Anh em thì nghèo mà công ty không à, nó giờ bỏ nó mình một cái. Tôi thì gần gũi ở đây chăm sóc và lo cho nó còn sớm, lo lặt vặt đi thôi chứ đâu có lo cái kiểu mà đưa tới bệnh viện rồi tiền bạc chi phí quá nhiều. Yeah. Nó cũng đã nhiều lần đi xuống nhà tôi nhân tộc dưới rồi mà đưa xuống dưới mỗi một tháng như vậy là phải đóng 1.8 triệu tiền gì của nhà thương dân tộc đó kêu mình phải đóng. Mà tiền ở đâu mà đóng 1.8 triệu cho nổi. Xin thì được 1-2 triệu thì nó đi xuống dưới lây quay hết. Rồi cái hết tiền đi về. Yeah. Nhưng mà bệnh chưa hết, người ta đuổi người ta đâu cho ở. Yeah. Rồi cái đi về cái bệnh lợi chịu hết nổi. Bắt đầu chồm chớm người 50-100 cho đó. Gom nhiều người là cái được 1.2 triệu cái đưa đi nữa. Thì đưa xuống dưới hết tiền đó rồi đi về. Theo như chú nhận định là gia đình không đủ khả năng để lo chị bệnh ảnh là sao chú? Nói chung gia đình bây giờ là không khả năng mà không tiền luôn mà hình như khùng, gia đình khùng cũng hết luôn. Dạ. Yeah. Hiện tại giờ là anh đang sống với ai chú? Sống bình một. Gia đình thì đông nhưng mà bà già thì bà khùng rồi. Yeah. Bà khùng rồi, bà còn tỉnh hơn lại chút. Nó rồi bà ở nhà cũng không có yên ổn nữa. Bả cũng có lúc bả cũng từng ở chuồng luôn. Dạ. Dạ. Chẳng là chẳng có lúc
ngon lành thì nó không có tỉnh. Theo như chú ở sớm này thì chú biết cái bệnh như thế này là bệnh gia truyền hay là bệnh sao chú? Theo cái gánh họ luôn hay là sao mà... Theo tôi đoán thì nó hai vấn đề. Yeah. Một là gánh họ binh. Yeah. Hai là khi mà nó đã mắc bệnh rồi không ai chăm sóc. Yeah. Bỏ phế gì đó. Tại vì ai cũng đều bệnh hết trơn rồi đâu ai chăm sóc ai. Yeah. Anh em nó mấy thằng kia cũng vậy đó, nhưng mà đỡ hơn chút. Yeah. Nó khi lên cơn thì cũng tào lao tào khơi, nó không biết nó là ai. Yeah. Rồi khi mà nó hết bệnh, nó trời mát mẻ hen thì nó bình thường. Không. Yeah. Còn thằng này thì trời mát á thì nó cũng vậy đó, mà trời nắng lên thì nó làm dữ. Yeah. Nó còn anh nó giống như căng dây thần kinh hay chú. Còn anh nó thì trời mát á thì bình thường, mà ngăn bình thường, mà trời nắng lên nó thì không mặn. Nó vậy đó. Có nắng là lên cơn. Vậy là coi như là nhà luôn. Hết nhà luôn. Nó là chẳng gì mà cái tội chứ gì chẳng. Hết nhà luôn. Mà còn bên cơ thằng em út. Yeah. Em út con này, mà em út này thì cái máu chịu chơi. Yeah. Nó thì tỉnh táo ngon lành đó. Yeah. Mà nó chơi liều mạng lắm. Yeah. Chơi cái gì ai chơi gì nó chơi. Yeah. Nó đó. Theo như chú nhận định, như có một người nào giúp tiền cho gia đình này mà chú người ta... Nếu có tiền là chịu hết. Tại vì đi xuống nhà thôn dân tộc tôi cũng đã đưa đi xuống dưới mấy lần rồi, thì đưa xuống dưới thời gian thì nó xuống thăm nó tỉnh táo ngon lành. Yeah. Im lắm, nhưng mà hết tiền thì xin hoài chờ sớm người ta cho riết, người ta cho hết nổi rồi. Yeah. 5-6-7 năm nay gì rồi chứ rồi mới đây đâu, người ta cho riết cho hết nổi rồi, hết tiền cái gì à? Thì theo bây giờ con xin cúp lời chú nghe ha. Theo cái nhận định của chú ở đây là chú là hàng xóm địa phương, thì chú cũng đã từng biết nếu như là có tiền là trị hết ha. Có tiền là trị hết á, nhưng mà phải tiền của chú tiền cũng hơi bữa đây chẳng trị thời. Dạ. Gian dài nha. Dạ. Chứ đừng. Dạ. Đừng đứt khúc đứt đoạn, chứ đằng này xin nó được kiếm 2-3 triệu thì đưa xuống nhà thương nhân tộc, rồi cái làm nằm được tháng mấy 2 tháng cái nó 10% nó giảm hết 7-8 được hết tiền rồi thôi gì à. Thôi gì à, thời gian 10 bữa nữa tháng cái bệnh lợi rồi cái bệnh như vậy đó, người ta còn chịu được tới cái mức mà nó khá, nó vô nó giật cửa xong nhà cửa của người ta ban đêm hôm rồi lại nó thí vô vậy đó. Dạ. Nó khá quá khá, người ta chịu hết nổi bắt đầu câu mấy ông ơi xúm lại cho tiền đặng cho đi, chứ nếu khá mình cũng không ăn mà ăn gì được. Dạ. Rồi cho đi vậy đó, thì cứ có tiền số tiền lớn mà cho nó làm thời gian dài là hết. Dạ, để con hỏi thăm anh gái hay chú. Cảm ơn chú nha. Yeah. Nó biết trơn luôn mà đều có cái cũng như gia đình mà bỏ đồ vậy đó. Yeah. Yeah. Lâu ngày cái sanh ra bệnh này bệnh kia chứ không có gì trơn. Không. Coi như hoàn cảnh gia đình có thấy luôn đó ha. Thấy luôn mà. Chứ là còn thấy táo gì không? Còn biết nói chuyện ngon lành đâu. Chờ là cái như là thấy. Hỏi mấy chú hỏi con nói chuyện cho ngon lành, mấy chú cho tiền đi trị bệnh nha. Được không? Nó nói chuyện bình thường, nó gặp. Ồ. Con còn tỉnh táo ngon lành không? Đủ mà hỏi là phải trả lời giống cái cừ. Phải không? Bây giờ nó đi xuống dưới rồi. Sao đâu bệnh hoạn sao đâu nói cho mình chú xin rước mạnh thường quân xin tiền cho con ăn con đi trị bệnh. Ủa trị bệnh không khỏe vắng gì cứ vợ mà ăn với người ta lớn rồi đủ mà bệnh kỳ rồi nhưng mà không cứ vợ. Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi anh? Anh Hồ. Hồ à. Anh có nghe không chú? Nghe. Nghe hả? Ừ. Nè. Hô. Mẹ nhớ này kêu không cần nói chuyện nữa rồi. Nè nghe chú hỏi nè Hô. Con bao nhiêu tuổi rồi? Con bao nhiêu tuổi rồi? Hả? Không thèm trả lời luôn chú. Cũng chú thuốc đi rồi trả lời nha. Ờ, chú cho ít thuốc ha. Cái thuốc để cho nè hút đi thuốc nè rồi trả lời nghe hỏi nghe có hả nè cái đó hết rồi lấy cái này nè. Trời ơi, chế cái luôn kìa. Trời ơi mẹ ai bài cho mày á hộ chết mẹ dữ dằn lắm nè đút vô. Anh năm nay là bao nhiêu tuổi chú? Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?
Hôm nay chứ là luôn. Trời ơi, đúng mà, giá nào cũng lên cơn rồi. Đâu có nắng hung. Cũng mát mà. Anh đi lang thang gì hết chú? Thì thường thường thì nó đi từ nhà tôi lên tới đó. Rồi mấy năm về trước á, có lúc nó đi cái mất tiêu luôn. Con có nghe đợt hổm có bà con chia sẻ nói là ảnh nhai ly luôn. Nhai ly ăn đá luôn. À, nhai ly ăn đá, đá này nè. Nhai. Có nuốt vô không chú? Tôi thấy nó nuốt vô mà nó hình như chắc không vô. Nuốt vô cái tôi thấy là nó mất kẹt ở đâu đây nè. Rồi hỏi họ phun nước miếng, nước mũi gì nó chảy lông thần ra rồi nó văng cục đá trở ngược ra. Dạ. Yeah. Nó lọt vô. Nhưng mà còn mấy cái miệng chai á. Sao? Miệng chai thì tôi thấy nó nhai cả khơi khơi vậy đó mà không biết nó có nuốt hay không, không biết. Mà mình thấy thì nó nuốt đó, nhưng mà không biết có lọt vô được miếng nào không, mình không biết. Dạ. Nhưng mà tôi thấy nó nhai hồi máu mũ vậy đó, rồi chảy ra tùm lum, rồi nước miếng, rồi máu. Nếu mà vậy là lọt vô đó chú, nếu mà máu chảy ra là lọt vô đó. Máu chảy đó, nó tét nước. Nó vướng trong cổ họng á. Nhưng mà chú thấy là nhiều lần chưa chú? Cũng nhiều lần đó rồi. Dạ. Vậy đó, rồi có lúc mà cởi quần áo ra chơi ra giữa đường nằm mà lăn chơi vậy đó. Gì hả? Ừ. Lạ không ha? Mà nó cái bệnh này nó ngộ có một cái đàn ông lại được hết trơn á. Đàn bà lại gần hỏi hồi là nó quấn á. Ơ ngộ hả? Có chị nào lại nói chuyện thử. Kêu quà nào là thử để tôi kêu nhỏ này là thường dạ kêu thử nghe con nhỏ này nó lên nhà con nhỏ này. Ngày xưa thì ảnh có khóa này kia đồ ở chỗ là sớm không anh? Khóa thì không có phá gì nhiều mà có một cái là kiểu lâu đột xuất có khóa này kia thôi mà khóa không đáng kể. Nãy mẹ nói là lấy dao gượt ai đó đúng không? Cái gượt thì nó không có gượt mà nó cầm dao ở chằng ở chuồng ra nằm chữ ít giữa lội đó. Để dạ. Chém xuống gọn lên lửa vậy. Dạ. Lâu có lần gì đó. À vậy ha. Không có vụ đó nữa. Hiện giờ thì không có. Rồi lúc trước cái giờ bây giờ nó làm gì hắn mà nó công an. Lâu này kia dạ. Cũng ở chằng ở chuồng này đi tới lui nữa. Dạ. Đó, lại lúc đó mà mình nói nó không nghe, nó không về phải không? Cười. Đó, bây giờ mày không nghe, không về phải không? Bây giờ tao báo với công an là nó tính vậy đi về liền. Sợ công an hả chú? Sợ công an lắm. Dạ. Chứ giờ nó công an là sợ lắm. Nó sợ công an dữ dằn lắm. Bây giờ bệnh tà ma quỷ hay không nghe công an rồi. Chứ nó tới rồi. Cái kiểu ở gặp nhà tôi kìa, nó lại nó ngồi chù chù đó. Ra nó hồi hộp con đi về đi, chắc mày phi rồi. Thôi mày đi về đi, để ngồi đây xe cộ, mày chạy ngang tao đụng bất tử rồi, nghe án mạng nữa. Thảo ra cái đứng vậy đi. Dạ. Đi ghe về nhà nó luôn à. Gì hả? Hay cái đó. Có người chị. Dạ. Nhắc tới công an là anh sợ nha. Đậu mà này kể như con vẹt đi răng ăn đêm lên nhà hậu đụ mà. Đường trà gì đụ mà nó để vô nó uống sạch trơn luôn. Này ăn cơm được lên cơm nó uống được nó đi. Rồi mì rồi đụ mà nó vợ hậu để đường đêm có ai có mà đó. Biết chết giờ nào trong cũng biết. Trời ơi, trời ơi, ông lù đâu ra. Nó nhận cơm chưa? Mà chừng chọt cái vô mặt chị cái này chết luôn á. Gì hả? Mày bỏ đi. Để cho thuốc hút nè. Rồi, đi thôi. Rồi, xác rồi cả nhà ơi. Không chịu nói chuyện với phụ nữ rồi. Bỏ đi luôn rồi. Rồi đi nước một luôn nè. Rồi cặp phụ nữ đi về luôn rồi. Lạ dữ người ta. Rồi đi nè. Kỹ ha. Mà thường thường là chị cũng nói chuyện với ảnh bình thường vậy đó hả? Nó đi lợi rồi gọi nó gặp thiếm tư cho con nó ăn cơm cũng kêu thiếm tư đàng hoàng đó. Bớt cơm cho nó ăn. Rồi đêm nó đi vô nhà không biết mấy lần luôn á. Dạ. Đi hoài nó nói chuyện rồi nó gặp kêu nó cũng cười từ ấy giờ sao nó kêu nó nhiều nó không nói chuyện không biết luôn. Nếu mà xin nếu mà
mà anh nói chuyện lớn không chị? Nói chuyện lớn cũng bình thường vậy đó. Rồi sao nãy giờ hỏi anh, nó nói chuyện trong họng không à, không có nghe được gì chứ đó. Nói thì nó muốn hỏi thì nó kêu nó xin cơm hay nó xin bánh gì ăn đó thì cho nó, thì nó nói chuyện rồi nó ngồi nó ăn rồi hết rồi đi vậy đó. Yeah. Lên nó xuống, nói chung thì ai thấy gì có gì thì cho nó ăn đó vậy đó, bánh trái hết tiền gì là cho nó ăn vậy đó. Sao mà lại mà gặp nữ lại lại là không không thích nữa, nữa? Hay là trong người ảnh là phụ nữ? Ai cũng biết đâu. Mình không biết. Ông thấy nó xăm hai chữ trên này không? Thấy hai trái tim luôn. Hồ gì? Hồ gì là ông gậy cũ anh lúc trước á. Chia tay rồi cái là anh bị tới giờ luôn đó. Hồ ly tinh hay gì mà. Không phải anh xăm ảnh như gậy anh á. Có nhỏ chị. Thì hồi nó nói có. Tâm năng á. Đem cơm xuống. Đem cơm xuống. Nhỏ kia đâu có dám đem cơm vô gần đó. Đem xuống rồi là bỏ rồi đi liền rồi đâu có dám ở. Dạ. Sao nó bị quánh. Vậy hằng ngày vậy là có người chị đem cơm xuống cho anh ăn hả chị? Chị đem mà nó quẩn nó đem xuống vậy đó. Đem bữa 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 mắc không chị, nói chung là anh em đông mà nhưng mà anh ai nó cũng nó mặn nó lo cho nó vậy đó. Thì ở sớm ta thấy gì ta cho nó ăn nấy vậy đó. Chàng ơi chàng thấy ảnh đi vậy tội nghiệp mình sao chịu nổi. Đói bởi vì ăn thì đá đó, bây giờ nó dùng nó xin cơm hay nó gì thì lại thì mình cho hoặc bánh trái xôi gì đó, ai thấy gì ta cũng cho hết. Thế nói anh ăn đá ăn sỏi vậy luôn hả chị? Ừ. Chàng ơi. Luôn hổm lên tới tới trên trái ba nữa. Ăn cùng sỏi vô rồi nó nói cả là hoài ăn vậy đó. Đá đá ra trước rồi cái bỏ vô họng nuốt vô tới cổ họng nè, dướng lại cái ói ói. Trần ngô là trần. Tôi sao chịu nổi. Tới đây rồi nói ra rồi mẹ máu có nước giải nước miếng gì trào ra. Con là cái mắt xuông. Rồi nó gặp mình hết. Tôi la rồi cho 10.000 cho 10.000 cái lấy. Lấy rồi cái không biết mua gì, sách mua nước uống không, mua gì vậy á. Tốt dưới luôn rồi. Anh la thì anh sợ không? Nó cũng bị cũng vậy đó, la nghe là công an nói cái nói nghe nói có bỏ cục đá xuống rồi giục cục đá bỏ rồi nói ra lại đây cho 10.000 nè thì đi lại lấy 10.000. Nó có cái bài là chị là sao? Chị có đem cơm lại cho ảnh lần nào không? Không có, người ta mua mì người ta gửi ha. Dạ. Rồi lúc trước thì em cho mì cho nước rồi cái ở sớp ta thấy gì cái người ta gửi thùng mì nó lỡ cái trưa mì cho nó ăn. Dạ. Giờ bà con mình cũng quen ngay với ảnh này ha. Quen ở sớm, sớm dạ. Quen. Ảnh sống từ đó tới giờ rồi. Dạ. Đi nước có uống rồi đưa thấy nó làm tụi nghiệp thì kêu hồ có uống nước không? Là nó uống thì cho nó uống, còn nó không uống nhiều khi lấy nó đổ nữa. Dạ. Lấy nó đổ bỏ luôn vậy đó. Mà nó uống thì tin không mà. Ăn mì thì ăn mì ba mèn chứ đưa mì kia chơi không ăn nữa. Chỉ mì ba mèn thôi. Mì ba mèn. À. Nó nhìn cứ có mì mà có mì ba mèn nó mới ăn. Mì kia nó không ăn. Chỉ gì cãi đi ba mèn dưới ấy thì cũng có gì cái, đâu mà. Mấy người ở xóm rồi dưới kia đó người ta thấy gì nó mua mì ta gửi. Ta gửi cái bà chị đó đó rồi cái nó lên cái hỏi ăn không thì đưa cho nó ăn. Rồi uống nước nó thì lấy nước cho nó uống vậy đó. Còn không uống thì thôi. À. Chứ nó không. À, vừa rồi thì bà con cô bác cũng đã theo dõi hết cái câu chuyện mà anh Hồ này. Anh phải nói là có cái hiện tượng rất là lạ luôn. Anh đã từng ăn đá sỏi kể cả ly miễn luôn quý cô chú anh chị. Thì cái câu chuyện được đồn thổi rất là nhiều bà con cô bác ở đây đã chứng kiến. Cho nên là hôm nay là Duy Minh đã xuống là đã làm rõ sự việc thì đã có sự thật như vậy ha quý cô chú anh chị. Nếu bà con cô bác thấy video mà hay thì hãy cho Duy Minh là một cái like, lộ đăng ký và chia sẻ video dùm cho Duy Minh ha, để Duy Minh có cái động lực đi tìm hiểu những cái câu chuyện độc lạ cũng như là nhiều cái nhân vật lạ như thế này cho bà con cô bác cùng xem ha. Bây giờ Duy Minh xin chào bà con, hẹn bà con là một cái video tiếp theo ha. Xin chào bà con ạ. Vừa rồi thì bà con cô bác cũng đã theo dõi hết cái câu chuyện mà anh Hồ này, anh phải nói là có cái hiện tượng rất là lạ luôn. Anh đã từng ăn đá sỏi kể cả ly miễn luôn quý cô chú anh chị. Thì cái câu chuyện được đồn thổi rất là nhiều bà con cô bác ở đây đã chứng kiến. Cho nên là hôm nay là Duy Minh đã xuống là đã làm rõ sự việc thì đã có sự thật như vậy ha quý cô chú anh chị. Nếu bà con cô bác thấy video hay thì hãy cho Duy Minh là một cái like, một lượt đăng ký và chia sẻ video dùm cho Duy Minh ha, để Duy Minh có cái động lực đi tìm hiểu những cái câu chuyện độc lạ cũng như là nhiều cái nhân vật lạ như thế này cho bà con cô bác cùng xem ha. Bây giờ Duy Minh xin chào bà con, hẹn bà con là một cái video tiếp theo ha. Xin chào bà con ạ.